những chiếc bánh trưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tính, sinh mạng con người chỉ như gai móng tay. Buồn quá phải không anh, tiền bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, nhưng con thuyền nằm nhớ sông trời xa. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết em làm sao biết được câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời rằng đất nước sẽ về đâu? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời rằng rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết em làm sao biết được câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời rằng đất nước sẽ về đâu? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời rằng đất nước sẽ về đâu?